Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hải Sơn IT. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã chuyển hóa những cái model chúng ta phân tích ở đây thành code rồi. Chúng ta đã có thể tạo được database của chúng ta rồi. Tuy nhiên rằng là trong thực tế là các bạn để cho việc mà chúng ta lấy dữ liệu được dễ dàng hơn ấy, cũng như rằng là các bạn thấy một vấn đề nó tồn đọng như thế này này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đang khai báo một cái table như thế này. Khi trong thực tế, khi mà các bạn ví dụ các bạn muốn query một cái dữ liệu, ví dụ như rằng là các bạn muốn query cái group, cái gọi là nhóm người dùng là dev chẳng hạn, các bạn muốn biết được rằng là nhóm dev này nó có những quyền gì để chúng ta hiển thị, đúng không các bạn? Thì khi mà các bạn query ở bảng này thì nó chỉ hiện cho chúng ta biết được rằng là ID của những cái row chúng ta cần lấy thôi. Mình muốn rằng là chúng ta sẽ trả ra những cái bản ghi ở đây các bạn này. Thông thường thì nếu như rằng là trong SQL ấy, chúng ta muốn làm điều này thì chúng ta sẽ cần phải join hai table, đúng không các bạn? Các bạn sẽ cần phải join table row và các bạn join cái group ID với một điều kiện, đây chính là row ID ở đây, chính bằng cái row ID ở trên này thì chúng ta sẽ lấy được, đúng không các bạn? Thì các bạn thấy rằng là nếu như rằng là chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ cần phải viết câu lệnh SQL join. Thì đối với thằng ORM đấy các bạn, nó hỗ trợ các bạn một cách để chính gọi là eagle loading. Thì cái khái niệm này là như thế nào? Cá nhân mình thì ngày xưa thì cái lần đầu tiên mình biết đến khái niệm eagle loading, tức rằng là từ eagle, tức rằng là hăng hái đấy các bạn, nếu mà các bạn mới dịch ra tiếng Việt. Còn khi mà chúng ta học trong ngành công nghệ thông tin ấy, từ eagle loading tức rằng là nó load, giúp các bạn load nhiều data một lúc, thì đấy gọi là eagle loading. Bản chất của thằng eagle loading đấy chính là câu lệnh join của thằng SQL thôi. Còn chúng ta dùng ORM thì nó gọi là eagle loading. Cá nhân mình thì lần đầu tiên mình biết đến thằng eagle loading đấy chính là khi mình học Laravel đấy các bạn. Nó cũng giống hệt như rằng là các bạn học với thằng Node.js thôi. Nó đều là ORM cả Object Relational Mapping. Ở đây thì mình, các bạn sẽ không cần phải đọc thằng Laravel đâu, mình chỉ muốn minh họa cho các bạn thấy thôi. Ở đây thì chúng ta có một phần, ví dụ các bạn thấy rằng là chúng ta, mình sẽ Ctrl F nha, mình sẽ là eagle, cái từ eagle ở đây này. Eagle loading đây chính là một cái topic luôn các bạn này. Câu chuyện là như thế này các bạn này. Thông thường ấy, nếu như rằng là các bạn thấy rằng là thằng eagle loading để giải quyết cái vấn đề rằng là cái n cộng một query, vấn đề này là như thế nào, các bạn thấy rằng như lúc nãy ấy, chúng ta có gọi là chúng ta muốn, câu chuyện là tương tự như chúng ta các bạn này, tức rằng là nó muốn lấy tác giả thuộc về các cuốn sách ấy, tức rằng là chúng ta chỉ lưu trong cái table các cuốn sách, đúng không các bạn, chúng ta chỉ lưu ID thôi, tức rằng là author ID ấy. Thì các bạn muốn rằng là khi mà các bạn lấy tất cả cuốn sách lên, các bạn muốn lấy thêm cả tên của tác giả đấy, đúng không? Thì ở đây thì để làm được điều đấy, giống như bên này các bạn này, giống như bên cái design của chúng ta này, chúng ta lấy lên là chúng ta chỉ lấy được row ID thôi. Bây giờ mình muốn lấy được tên của cái row ấy, chúng ta muốn lấy được URL của cái row đấy. Thì thông thường ấy, nếu như rằng là các bạn không dùng eagle loading thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải một cái vòng for, đúng không? Chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ lặp một cái vòng for. Sau đấy rằng là chúng ta sẽ query xuống DB để chúng ta lấy ngược lên cái tên, đúng không các bạn? Thì đấy chính là vấn đề n cộng một query, tức rằng là chúng ta có một câu query ban đầu để lấy lên tất cả cuốn sách này. Các bạn sau đấy các bạn có bao nhiêu kết quả trả ra, chúng ta sẽ lặp bấy nhiêu lần, tức là lặp n lần. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta gọi là n cộng một query nha các bạn. Thì việc mà các bạn query quá nhiều như vậy thì nó có một tác hại, đấy chính rằng là các bạn hình dung rằng là sau này cái website của chúng ta lớn ấy mà chúng ta truy vấn liên tục xuống database thì nó khiến một tình trạng đấy chính là giật và lag đấy các bạn, bởi vì rằng là database của chúng ta nó chỉ chịu tải một mức độ nhất định thôi. Giống như rằng là các bạn hình dung rằng database của chúng ta giống như giao thông Hà Nội hay là giao thông Sài Gòn ấy, một vài người đi thì không có vấn đề gì, tuy nhiên rằng là người ta ồ ạt đổ ra đường ấy thì gây ra tắc đường, không các bạn, tắc đường thì không ai đi được. Thì đấy chính là việc các bạn gọi là chúng ta truy cập ồ ạt vào database ấy. Nếu như rằng là quá nhiều lượng truy cập thì nó sẽ gây ra tắc đường ấy, gọi là chúng ta không lấy được kết quả đâu, thì đấy gọi là tác dụng nha. Rồi thì việc các bạn sinh ra cái eagle loading ấy thì nó gọi là nó phép luôn cho các bạn, tức rằng là khi mà chúng ta chỉ cần dùng một câu lệnh thôi, tức rằng là chúng ta chỉ kết nối đến database một lần và chúng ta lấy lên tất cả nha các bạn. Thì đây các bạn thấy rằng là bản chất của nó đây này, bản chất của nó rằng là nó giống như thế này các bạn này, tức rằng là chúng ta sẽ gọi là dùng một câu lệnh để lấy luôn. Thì quay sang cái thằng gọi là cái thằng của chúng ta ấy, tức rằng là thằng SQLite ấy, thì để làm được cái điều gọi là chúng ta muốn lấy được nhiều kết quả một lúc đấy các bạn muốn lấy được nhiều thông tin lên ấy, thì chúng ta trước khi mà các bạn học về eagle loading thì chúng ta sẽ cần phải học về một cái, đấy chính là relationship. Nếu mà các bạn muốn gọi là các bạn dịch sang tiếng Việt của chúng ta, đấy chính là mối quan hệ đấy các bạn, thì chúng ta sẽ cần phải đặt mối quan hệ cho các model của chúng ta. Các bạn thấy rằng là trước khi mà nói về mối quan hệ, hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn rằng là chúng ta sẽ có phân tích này, nào là chúng ta quan hệ một nhiều này, quan hệ nhiều nhiều hay là quan hệ một một chẳng hạn, đúng không các bạn? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ cần phải cấu hình cho nó nha. Cũng như rằng là mình đã đề cập với các bạn rằng là chúng ta có những quan hệ như thế này, tuy nhiên rằng là chúng ta lại không cấu hình cái kiểu như rằng là foreign key trong database của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm điều đấy, tuy nhiên là trong code của chúng ta nha.
Thì điều đầu tiên các bạn sẽ cần phải mở cái document của thằng SQLite lên cho mình nha. Đây. Thì đối với thằng SQLite đấy các bạn, nó lại không dùng cái từ relationship, nó dùng cái từ association nha các bạn. Thì nó là đồng nghĩa thôi, trong tiếng Anh thì nó là đồng nghĩa thôi. Còn cái từ relationship mình hay dùng bởi vì rằng là mình là xuất phát điểm là mình đọc, bởi vì rằng là mình học cái thằng PHP trước các bạn, sau đấy thì mình mới chuyển qua thằng Node.js, thành ra rằng là mình hay dùng cái từ relationship. Còn trong tiếng Anh thì nó đồng nghĩa thôi các bạn, có cái từ relationship này nó đúng theo gọi là cái ý nghĩa mà các bạn dịch sang tiếng Việt luôn, đấy chính là mối quan hệ. Để các bạn sau này các bạn mà ví dụ là các bạn có bạn trai hoặc rằng là các bạn có bạn gái đúng không, thì chúng ta gọi là we are in a relationship, tức rằng là chúng ta đang trong một mối quan hệ. Cái từ này nó còn có ý nghĩa là như vậy nữa các bạn ạ. Rồi thì quay lại cái đống sheet này, thì hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn về cái đống sheet này rồi, tức rằng là chúng ta có quan hệ một 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 này, quan hệ một nhiều hay gọi là quan hệ nhiều nhiều ấy, thì chúng ta chỉ đặt câu hỏi rằng là một bản ghi này thì có bao nhiêu bản ghi còn lại. Tuy nhiên rằng là có một cái thằng này chính là quan hệ một một thì mình chưa đề cập tới các bạn đúng không? Thì các bạn quay lại đây nha. Mình sẽ lấy ví dụ về quan hệ 1:1 cho các bạn thấy này. Quan hệ 1:1 tức rằng là một bản ghi tại table này, nó chỉ xác định được một bản ghi tại table kia thôi. Thì trong cái đống sheet này của chúng ta đây các bạn, thì có ngay một cái table bên này này. Chúng ta ví dụ nha, chúng ta có user và cái group đây các bạn này. Một user chỉ thuộc một group thôi các bạn, thì cái quan hệ giữa cái table user và cái table group đấy chính là quan hệ 1:1 đúng không? Tuy nhiên rằng ấy, cái quan hệ giữa table group và table user, tức rằng là theo chiều ngược lại đấy các bạn, sẽ là quan hệ một nhiều nha, tức rằng là một group thì sẽ có nhiều user. Các bạn phải hiểu rằng là nó là hai chiều nha các bạn. Các bạn sẽ lấy rằng là cái nào là thằng chủ, cái nào là thằng phụ thuộc nha. Tức rằng là thằng chủ và thằng đầy tớ ấy, nó là hai chiều, đầu A và đầu B. Chúng ta sẽ cần xác định khi mà các bạn đọc tên ấy, thì các bạn sẽ xác định được rằng là thằng nào đến trước và thằng nào đến sau nha các bạn. Thì đây là một cái điều các bạn lưu ý nha. Rồi. Thì nói lên ma về một hồi như vậy, thì khi các bạn đọc tài liệu thì các bạn nhấn vào đây này. Các bạn thấy rằng là one to one thì các bạn có thể click vào đây thì nó sẽ mở cho các bạn một cái là Wikipedia thôi. Thì nó sẽ minh họa như thế này các bạn này. Một quốc gia chỉ có một cái thủ đô thôi, capital city ấy, thì chúng ta chỉ có một thủ đô thôi đúng không? Và một thủ đô thì chỉ thuộc một quốc gia thôi, quan hệ của nó gọi là quan hệ 1:1 đúng chưa? Thì cái này gọi là cái này thì nó lại hai chiều là 1:1 nha các bạn. Còn trong cái chúng ta thiết kế DB này, ví dụ như thằng user và thằng group ấy, thì nếu mà các bạn thấy rằng là quan hệ giữa user và thằng group là quan hệ 1:1, tuy nhiên rằng là quan hệ giữa thằng group và thằng user là quan hệ một nhiều nha các bạn phải lưu ý điều đấy nha. Rồi thì quay lại đây, chúng ta cũng có là one to many hay là many to many, chính là những cái mà chúng ta đã đề cập rồi nha các bạn. Thì đối với thằng SQLite đấy các bạn, thì để chỉ rõ được cái những cái mối quan hệ này thì nó hỗ trợ chúng ta bốn cái định nghĩa nhá, đấy chính là has one này, belong to này, cũng như là has many và belong to many. Tại sao mà chúng ta chỉ có ba mối quan hệ thôi, chúng ta lại đẻ ra gọi là bốn cái này? Lý do bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là như thế này này, chúng ta có quan hệ chủ và tớ ấy, tức là có chiều đi và chiều về. Ví dụ như thằng many to many ấy, thì đầu A và đầu B của chúng ta đều là số nhiều cả n tới n đúng không các bạn? Tuy nhiên rằng là đối với cái thằng one to one hay là one to many ấy, thì nó có hai chiều. Ví dụ như rằng là cái bảng của chúng ta bên này này, cái chiều đi giữa cái bảng này chính là user và group là quan hệ 1:1. Tuy nhiên rằng là cái chiều về, tức rằng là group và user nó lại quan hệ một nhiều. Các bạn thấy rằng là nó khác nhau đúng không? Đấy chính là lý do tại sao mà bên này nó lại đẻ ra nhiều cái như các bạn has one và cái của chúng ta là belong to many chẳng hạn các bạn này. Tức rằng là một thằng lại belong, tức là thuộc nhiều thằng, thì nó lại đẻ ra cái quan hệ đầu và cái quan hệ cuối đấy các bạn đều chỉ hai table thôi, tuy nhiên rằng là đầu đi và đầu về nó khác nhau. Các bạn giống như rằng là chúng ta xem đá bóng ấy thì có lượt đi và lượt về đúng không? Thì bọn này chúng ta cũng cần phải quan tâm đến điều đấy nha. Rồi. Trước khi mà chúng ta gọi là chúng ta bắt tay vào làm ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi làm các bạn này. Khi mà các bạn làm cái này, cá nhân mình cũng vậy thôi các bạn hỏi mình rằng là bây giờ chúng ta đặt như thế nào, cá nhân mình cũng không nhớ đâu. Mỗi một lần mà mình muốn đặt một mối quan hệ, mình chỉ đọc lại document thôi các bạn, bởi vì rằng là phụ thuộc vào cái framework các bạn sử dụng ấy. Các bạn đừng có gọi là ốp luôn cái tư duy rằng là ví dụ rằng là chúng ta quan hệ là 1:1 thì chúng ta sẽ là has one chẳng hạn. Các bạn đừng có ốp cái tư duy gọi là chúng ta đang suy nghĩ từ tiếng Việt sang tiếng Anh nha. Ở đây thì các bạn nên đọc document nó hướng dẫn như thế nào thì chúng ta định nghĩa như vậy. Nhưng các bạn ngày xưa thì như thằng Laurel đó các bạn này, nó hướng dẫn chúng ta cũng có rất nhiều mối quan hệ như thế này, thì mình cũng đọc xem là has one chúng ta định nghĩa như thế nào, tức rằng là table nào làm cha này, table nào làm con này, thì chúng ta sẽ định nghĩa nó. Thằng Laurel các bạn lưu ý một điều rằng là ví dụ các bạn học ở các framework khác rồi ấy, tuy nhiên rằng là sang bên này chúng ta cũng cần phải đọc lại document của nó nha. Nó khác nhau đấy chứ không phải là giống nhau đâu. Thành ra rằng là đây là một cái lời khuyên của mình, các bạn cứ đọc document và các bạn làm theo thôi, chứ các bạn đừng có ốp gọi là suy nghĩ của chúng ta trong đầu như thế nào, chúng ta ốp vào là nó sai tục phèo lên đấy. Rồi ở đây thì mình sẽ quay lại với thằng SQLite, bây giờ bắt đầu chúng ta đi định nghĩa các bạn này.
Các bạn thấy rằng đầu tiên chúng ta có hai model là cái model gọi là A và 2, A và B. Các bạn thấy rằng là đầu tiên chúng ta sẽ cần phải xem xét này. Chúng ta sẽ cần phải có thứ nhất rằng là các bạn sẽ cần phải xem rằng là mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ gì. Thì ví dụ nha, mình sẽ quay lại đối với cái table của chúng ta sẽ xuất phát điểm từ thằng user như các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta khi mà chúng ta làm vậy chúng ta thường quan tâm rằng là thằng user nó có một cái biến, một cái foreign key, đấy chính là group ID. Thì đầu tiên thì mình sẽ cần phải đặt mối quan hệ cho nó, đấy chính là giữa cái table user và cái table group. Ok, còn dây chưa? Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là quan hệ giữa table user và table group, thì đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát điểm này, mình sẽ nốt ra không có các bạn lại quên này. Chúng ta sẽ đánh mũi tên nha các bạn, user. Chúng ta sẽ xuất phát điểm là user, các bạn sẽ đánh những thằng group. Thì dĩ nhiên rằng là một user chỉ có một group thôi đúng không các bạn? Quan hệ của chúng ta là 1 1 đúng không? Tuy nhiên rằng là quan hệ giữa group và đến user, các bạn thấy rằng là quan hệ ở đây là quan hệ gì? Tức rằng là một group, tuy nhiên rằng lại là có n user như các bạn thấy rằng quan hệ ở đây là quan hệ một nhiều, ok chưa? Rồi, thì bây giờ quay lại với câu chuyện là quan hệ một một này, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ đọc tài liệu này. Thì đầu tiên rằng là các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ định nghĩa cái gọi là A has one B, tức rằng là có một B. Khi này, cái điều này nó có ý nghĩa rằng là quan hệ một một xảy ra giữa A và B, và với một điều kiện rằng là cái foreign key được định nghĩa ở table B. Cái table B của chúng ta, các bạn để ý nha, cái table B của chúng ta đây này, foreign key của chúng ta đây chính là nó đang là cái này các bạn này, chính là group, group. Tuy nhiên rằng ấy, chúng ta không phải gọi là cái foreign key nó đang gọi là đặt tại table A nhưng các bạn ở đây này, ví dụ nhằng các bạn sẽ sang bên này này, các bạn thấy rằng là hai thằng này này cùng là quan hệ 1 1 thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải biết rằng là đây này đều là quan hệ 1 1. Tuy nhiên rằng là các bạn sẽ cần phải để ý rằng là cái foreign key nó đặt ở đâu, nhưng các bạn nó cùng nghĩa trong tiếng Anh, nó cùng nghĩa đấy, belong to tức là thuộc về đúng không các bạn, còn cái has one ấy tức rằng là có một đúng không. Thì nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Anh thì nó xem nhau. Tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải xác định được rằng là cái foreign key nó đặt ở đâu. Cái của chúng ta sẽ là A belong to B khi và chỉ khi quan hệ 1 1 xảy ra và cái foreign key nó đặt tại A nha các bạn. Thì chúng ta xuất phát từ table user này thì chúng ta sẽ cần phải đặt là user belong to group. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là cái foreign key đặt tại table user nha các bạn thử viết ra thôi. Các bạn thấy rằng là cùng một cái quan hệ đây này, cùng một cái quan hệ. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến foreign key của nó nha. Đây chính là lý do tại sao mà mình lại bảo các bạn chứ theo document mà các bạn làm, chứ không phải là các bạn nhớ. Nhớ thì làm sao nó chính xác được đúng không? Rồi, chúng ta sẽ quay lại code nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một quan hệ đấy chính là belong to. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái quan hệ đấy chính là belong to. Rồi, các bạn sẽ quay lại code này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cho mình table user. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Đây chính là chúng ta có một phần đấy chính là associate đấy các bạn này. Các bạn sẽ cần phải định nghĩa các mối quan hệ ở đây. Thì làm sao để có thể định nghĩa được? Cá nhân mình cũng không biết đâu. Các bạn hỏi mình thì mình cũng chịu. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải A belong to B này. Chúng ta sẽ cần phải xem là chúng ta có create table or delete. Các bạn chờ mình xíu nha. Chúng ta sẽ xem rằng là chúng ta có thể định nghĩa như thế nào. Chúng ta sẽ cần phải import chứ nhỉ? Player belong to team. Chúng ta lại search cho các bạn sẽ cho mình một cái là SQLite. SQLite các bạn sẽ cho mình một cái define chúng ta sẽ cần phải gõ nha. Định nghĩa relationship tức là mối quan hệ thôi. Relationship này chúng ta sẽ xem là người ta định nghĩa như thế nào. Mình cho thêm một cái là stack overflow như các bạn, stack overflow chúng ta sẽ lên bọn này, chúng ta sẽ đọc xem nào. Declare in SQLite này. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái table user. À đây chúng ta đã có rồi nha các bạn, đây này. Tại sao bọn này phải import nhỉ? Cá nhân mình nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ không cần phải import đâu, bởi vì rằng là import thì nó hơi cùi. Model A, chúng ta sẽ dùng biến model nhé các bạn. Ok con gì? Rồi, thì chúng ta sẽ như thế này các bạn này, mình đã nhớ cách dùng rồi. Chúng ta có một cái biến model ở đây, ok rồi. Thì ở đây thì các bạn sẽ định nghĩa như thế này, chúng ta là user đúng không các bạn? Chúng ta sẽ dùng cái user luôn, bởi vì rằng là cái user của chúng ta chính là cái gọi là cái model của chúng ta sẽ là user nha. Chúng ta sẽ user, chúng ta sẽ chấm cái gì? Chúng ta sẽ chấm belong to nhé các bạn, belong to. Chúng ta sẽ belong to cái gì? Model, các bạn sẽ gọi đến model nha. Chúng ta sẽ chấm cái gì? Chúng ta sẽ chấm đến cái thằng của chúng ta, cái model mà các bạn muốn sử dụng ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ là belong to group nha các bạn. Đây này, chúng ta sẽ belong to group nha. Chúng ta sẽ gọi là một thằng user, nó sẽ thuộc một cái group thôi. Đấy, belong to group, đấy, rồi. Các bạn gọi là nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Các bạn yên tâm rằng là nếu như rằng là các bạn định nghĩa sai ở đấy thì chúng ta dịch code một cái thì nó sẽ báo lỗi thôi. Ok con dê chưa? Rồi. Ở đây chúng ta đã định nghĩa xong cái mối quan hệ giữa cái bảng user và cái bảng group nha các bạn. Ở đây thì chúng ta là model chống group được chưa? Rồi thì sau khi mà chúng ta đã có thằng này rồi
chúng ta sẽ cần phải định nghĩa chiều ngược lại như các bạn, tức rằng là các bạn sẽ nên định nghĩa giữa các cặp với nhau thì chúng ta mới không sót được. Thì ở đây thì mình sẽ mở lại thằng group nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào thằng group này. Chúng ta sẽ cần phải định nghĩa rằng là quan hệ ở đây chính là quan hệ gọi là một nhiều, đúng không các bạn? Một thằng group sẽ có nhiều thằng user, đúng không? Để sau này các bạn muốn làm một câu lệnh để chứng rằng là chúng ta sẽ muốn biết rằng là trong group dev này hay rằng là trong cái group leader ấy có bao nhiêu người, thì chúng ta chỉ cần dùng đúng một câu lệnh thôi nha các bạn. Nó sẽ giúp các bạn lấy được nha. Rồi, thì mình sẽ quay lại đây. Các bạn sẽ đọc tài liệu tiếp này. Chúng ta sẽ quay lại tài liệu nha. Mình sẽ cá lên trên thôi, nó chỉ ghi hết ở trên rồi. Ở đây chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến một quan hệ là một nhiều, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có one to many các bạn này. Đây, chúng ta sẽ cần phải dùng cái one to many. Quan trọng một điều đấy chính là cái foreign key ấy phải gọi là thuộc cái gọi là thuộc cái table B. Thì chúng ta sẽ gọi là A có nhiều B khi và chỉ khi gọi là cái foreign key thuộc model B, đúng không các bạn? Thì ở đây có phải rằng là cái user, cái của chúng ta ấy, cái group sẽ có nhiều user, đúng không các bạn? Và cái foreign key của chúng ta sẽ đặt tại bảng user, đúng không? Thì cái bảng user của chúng ta chính là thằng B này. Thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái gọi là has many nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ quay lại đây. Tương tự như lúc nãy thì chúng ta sẽ gọi là group. Group của chúng ta sẽ gọi là has many. Chúng ta gọi là có has many. Model của chúng ta, model chấm cái thằng user nha các bạn. Chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ chấm đến thằng user. Cái gọi là chúng ta chấm cái gì đây các bạn này, chính là cái tên mà nó export rồi các bạn này. Đây này, chúng ta có một cái tên model name ấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ gọi là group thì sẽ có nhiều user như các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là cái foreign key ấy, tức rằng là cái khóa ngoại ấy, khóa mà liên kết giữa hai thằng này, nó nằm tại table user. Đây chính là lý do tại sao mà chúng ta đặt như thế này nha. Ở đây thì sau khi mà chúng ta đã định nghĩa được cái mối quan hệ giữa cái bảng gọi là chúng ta đã có user và group rồi ấy, thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến một cái nữa, đấy chính là group row, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ có thằng này, chúng ta sẽ có cái đống sheet này, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Các bạn thấy rằng là quan hệ giữa thằng user này, các bạn thấy rằng là thằng group, chúng ta sẽ cần cái thằng group row ấy, thì nó không quan hệ gì với thằng user nữa, thì mà nó sẽ quan hệ với cái bảng gọi là row group, đúng không các bạn? Đây này, row và cái group nó sẽ quan hệ ba cái bảng này, này, một nha, hai này, ba. Ba cái bảng này nó sẽ quan hệ với nhau, đúng không các bạn? Và cái thằng row và thằng group quan hệ sẽ là nhiều, đúng không? Một thằng row sẽ có nhiều thằng, một thằng row thì sẽ thuộc nhiều thằng group, và một thằng group sẽ có nhiều row, đúng không các bạn? Thì quan hệ của hai cái bảng này là quan hệ nhiều. Thì bây giờ thì các bạn đọc document của thằng gọi là thằng SQLite này. Thì đối với thằng SQLite, các bạn thấy rằng là nãy giờ chúng ta gọi là chúng ta đã làm những mối quan hệ này rồi. Tuy nhiên rằng là đọc document của nó gọi là A has one này, belong to, nhưng các bạn quan hệ của nó vẫn là one to one thôi. Một cái là one to one, một cái là one to many. Một thằng này sẽ có nhiều thằng kia, đúng không các bạn? Tuy nhiên là các bạn thấy rằng là cái foreign key ấy, nó phải đặt trên một trong hai cái model. Còn cái của chúng ta, hai cái table này, cái foreign key của chúng ta nó không đặt trên hai cái table này, mà nó lại mapping dựa vào một cái bảng thứ ba, đúng không các bạn? Chính là cái bảng này. Thì thằng SQLite nó hỗ trợ chúng ta để chứng rằng là nó sẽ dùng một cái đấy chính là belong to many, và nó một cái là through. Cái từ through ấy các bạn dịch ra tiếng Việt tức là xuyên suốt thôi. Ví dụ các bạn nhìn khung cảnh xuyên qua một cái gì đấy, ví dụ các bạn từ trong tàu các bạn nhìn qua tấm kính để các bạn thấy được cái cảnh ngoài đồng quê chẳng hạn, thì cái từ through này nó gọi là giống như là một cái bắc cầu ấy, thì các bạn sẽ cần phải khai báo cái đống này. Thì nó nói như thế này các bạn này, cái gọi là A belong to many, B through C, tức rằng là có nghĩa rằng là cái many to many, mối quan hệ giữa hai cái gọi là mối quan hệ nhiều nó tồn tại giữa hai cái table A và B, và sử dụng C như rằng là một cái cầu nối, được chưa các bạn? Ở đây thì nó sẽ gọi là cái table C ấy, nó sẽ có một cái foreign key, ví dụ như là AID và BID, giống của chúng ta chưa các bạn? Đây này, AID và BID chúng ta đã định nghĩa cho nó rồi các bạn này. Đồng thời ấy, các bạn sẽ thấy rằng là thằng SQLite nó sẽ tự động tạo cái gọi là cái model C cho các bạn. Nếu gọi là trong trường hợp rằng là các bạn đã tạo nó rồi thì nó sẽ không tạo nữa đâu. Thì cái này thì chúng ta ok 1 giây nha, chúng ta chưa định nghĩa thôi các bạn. Thì sau này chúng ta có lỗi thì chúng ta sẽ sửa nha các bạn, ok chưa? Rồi, ở đây thì các bạn sẽ định nghĩa cho mình mối quan hệ là belong to many nha. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ vào thằng group này, chúng ta sẽ định nghĩa thằng group và thằng row, đúng không? Group chúng ta sẽ là group, chúng ta sẽ gọi là belong to many cái gì, chúng ta sẽ gọi là model chấm cái gì, chúng ta sẽ chấm cái thằng gọi là chúng ta group này thì sẽ chấm thằng row, như các bạn cái tên của chúng ta xuất ra được chính là row này các bạn này, model name của chúng ta là row, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ belong to many thằng row này. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cần phải through nha các bạn sẽ copy cho mình cú pháp như thế này nha, chúng ta sẽ phải ở đây,
chúng ta sẽ phải ở đây nha các bạn đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải thay tên của thằng C đúng không các bạn? Tên của thằng C đây chính là group row các bạn này. Các bạn sẽ mở cho mình thay bộ này. Và chúng ta sẽ copy thằng này nha các bạn. Chúng ta sẽ copy thằng group row đây. Và chúng ta sẽ paste vào đây nha các bạn. Đây này, chúng ta sẽ paste vào đây. Đấy. Thì như vậy rằng là chúng ta đã định nghĩa được mối quan hệ gọi là quan hệ một nhiều. Tức rằng là quan hệ giữa thằng này belong to many. Tức rằng là một group thì sẽ thuộc về nhiều thằng row. Và chúng ta sẽ quan hệ dựa vào cái bảng này nha các bạn. Các bạn nhấn Ctrl S này. Xem là nó có chạy lỗi không. Còn nếu như rằng là chúng ta định nghĩa bừa đấy các bạn thì nó chạy dịch code thì nó sẽ lỗi rồi. Đấy, nó ok rồi nha. Còn sau này các bạn khi mà trong quá trình chúng ta làm ấy, nếu như rằng là nó có lỗi thì chúng ta lại sửa thôi. Ok chưa? Rồi. Thì chúng ta đã xong thằng này rồi. Mình sẽ copy thằng này nhá và mình sẽ quay lại vào thằng row như các bạn, chúng ta sẽ cần phải định nghĩa ngược lại bên thằng row này. Đây. Thằng row tương tự chúng ta sẽ cần phải định nghĩa nha các bạn, một row đây các bạn, mình sẽ copy nha, một row thì sẽ belong to nhiều group nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ là belong to group. Đấy, rồi. Như vậy rằng là chúng ta đã xong. Ok con dây chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải quan sát xem là chúng ta cần phải định nghĩa cái gì nữa không nhỉ? Row. À, chúng ta còn cái thằng project user đây các bạn này. Các bạn thấy rằng là thằng project với thằng user chúng ta cũng cần phải định nghĩa cho nó nha. À, ở đây thì chúng ta mình sẽ định nghĩa cho nó luôn thằng project với thằng user. Project user. Rồi, chúng ta sẽ vào thằng user như các bạn đã mất công định nghĩa rồi, chúng ta sẽ định nghĩa tiếp cho nó nha. Rồi, một user của chúng ta sẽ copy bên này thôi, chúng ta sẽ copy thằng này, copy thằng này. Một cái user của chúng ta đây. Một user của chúng ta này, một user sẽ belong to nhiều project đúng không các bạn? Project, project. Rồi, quan hệ của nó giữa hai cái này, đấy chính là bảng project user, chúng ta sẽ copy cái tên của nó nha các bạn. Model name của chúng ta group name mình sẽ rồi đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ gọi là đây. Đấy, các bạn sẽ thay như thế này cho mình nha. Đấy, true cái này rồi. Model này. Thì tương tự thì chúng ta sẽ copy cái này, chúng ta sẽ sang thằng project như các bạn, chúng ta sẽ paste vào thằng project định nghĩa mối quan hệ vào đây. Đấy. Một thằng project của chúng ta sẽ belong to nhiều thằng model, nhiều thằng user. Đấy, rồi. Như vậy rằng là mình đã định nghĩa xong mối quan hệ như các bạn. Ở đây thì sau khi mà các bạn đã định nghĩa xong được cái mối quan hệ của chúng ta ấy, các bạn thấy rằng là về sơ cua của chúng ta đã có đống bảng này rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta có một vấn đề là như thế này các bạn này. Chúng ta sẽ gọi là một cái này, chúng ta sẽ có nhiều project ID. Ok. Chúng ta sẽ có một vấn đề là như thế này. Sau khi mà các bạn đã định nghĩa được mối quan hệ cho đống này thì chúng ta sẽ cần phải test xem là nó có hoạt động không đúng không các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ vào đây nhé, chúng ta sẽ vào thằng SQLite đây các bạn này. Các bạn nhìn bên trái nó có một cái mục đấy chính là eager loading, các bạn sẽ click vào đây nha. Thì mình sẽ nói lại về cái vấn đề gọi là eager loading này. Các bạn đọc tài liệu trên thằng SQLite này nó cũng viết khá chi tiết nha. Rồi, thì ở đây chính là cái example ví dụ mà nó sử dụng các bạn này. Bình thường ấy các bạn thấy rằng là bình thường chúng ta gọi là chúng ta khai báo task, tức rằng là một cái nhiệm vụ ấy các bạn muốn lấy được gọi là lấy luôn cả cái người nào thuộc cái task đấy. Thì các bạn thấy rằng là để dùng cái gọi là cái eager loading ấy, chúng ta sẽ có một keyword đặc biệt, đấy chính là keyword include. Nhưng các bạn tức rằng là hôm trước chúng ta dùng keyword where chẳng hạn đúng không? Chúng ta tìm kiếm theo điều kiện ấy. Thì ở đây thì nó có một keyword đấy chính là keyword include. Cái keyword này giúp các bạn join nha. Đây này, các bạn chỉ đọc cái, các bạn đọc từ từ thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là bản chất của nó chính là câu lệnh join của thằng SQL thôi. Thì muốn gọi là eager loading, muốn sử dụng được nó thì chúng ta sẽ cần phải dùng thêm cái keyword include. Tức là sao? Tức rằng là khi mà các bạn gọi là đây này, các bạn bình thường nha, các bạn tìm tất cả các task. Ở đây thì sau khi mà các bạn đã định nghĩa được mối quan hệ giữa task và cái thằng user rồi ấy, thì các bạn sẽ include thêm cái model đấy vào. Thì sau khi mà các bạn include vào thì các bạn thấy rằng là kết quả trả ra cho các bạn này, ngoài cái task của các bạn đây này, nó còn trả ra thêm cái user nào mà thuộc cái task của các bạn. Nó ok con dê chưa? Thì đấy gọi là cái hay của việc các bạn dùng cái eager loading nha. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc thêm những cái ở dưới này, nó gọi là hướng dẫn các bạn từ A đến Z luôn, cũng như rằng là nó có những cách sử dụng nào. Các bạn đọc xuống dưới các bạn sẽ thấy rằng là bình thường đấy các bạn này, các bạn gọi là cái việc mà chúng ta dùng eager loading ấy, nó sẽ generate câu lệnh SQL, chính là câu lệnh join như các bạn trên cái trường mà các bạn quy định cho nó. Thì đây gọi là cái hay của nó nha. Ở đây thì để test được cái thằng eager loading ấy, nó có rất nhiều phần kiến thức ở đây thì các bạn sẽ cần phải chủ động đọc thêm nha, bởi vì rằng là trong một cái video ấy, thì mình không thể cover hết được, bởi vì là mình sẽ cần phải làm cho các bạn từ cái định nghĩa này, sau đấy mình cần phải test cho các bạn xem nữa, chứ không phải rằng là mình không thể test được tất cả những ví dụ ở đây được. Chúng ta sẽ cần phải đọc thêm nha các bạn, mình chỉ hướng dẫn cũng như định hướng cho các bạn những cái kiến thức mà chúng ta cần phải tìm hiểu thôi nha. Rồi, quay lại với DB của chúng ta, mình sẽ mở ra DB của chúng ta này. Thì bây giờ thì mình sẽ tạo mẫu một vài ví dụ nha, để chúng ta sẽ xem rằng là liệu rằng chúng ta đã lấy được lên chưa nha. Rồi thì cái DB của mình nó đang lên rồi. Ở đây thì mình sẽ vào đây. Ví dụ ở đây thì mình sẽ tạo mới một thằng user, nhưng các bạn mình sẽ vào lại cái ứng dụng của chúng ta localhost 8080. Hôm trước thì chúng ta mới drop DB thì chúng ta mất cái thằng user rồi. Thằng user của chúng ta đây. Rồi, ví dụ của mình sẽ tạo mới một thằng là hỏi dân it@gmail.com này.
Tương tự thì password mình gõ bừa đi, username của mình là Eric nha các bạn, và mình nhấn nút submit nha, chúng ta sẽ xem nào. Rồi, mình đã tạo mới một thằng user rồi. Nếu như rằng là mình mở cái bảng user lên đấy, các bạn sẽ để ý cho mình này. Bây giờ thì chúng ta đã có gọi là email, password, tuy nhiên rằng là các trường khác nó đang bằng null và cái trường group ID của chúng ta bằng null nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ thay bằng tay cho nó là 1 nha, mình sẽ thay cho nó một cái số 1 vào đây. Đấy. Tức rằng là mặc định mình sẽ gán giá trị cho nó là giá trị là 1 nha và mình click ra ngoài. Thì sau khi mà mình đã gọi là mình đã gán giá trị cho nó là 1 rồi, mình sẽ vào thằng group nha các bạn, mình sẽ đi định nghĩa cho nó này, mình sẽ thêm một cái row như các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào đâu ấy nhỉ? Chúng ta sẽ đây, mình create view, chúng ta sẽ insert nha các bạn nhấn vào insert cho mình nha, chúng ta sẽ chèn một cái view này. Đây, nhấn vào insert này. Rồi. Thì về ID của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái ID giá trị là 1 nha các bạn. Ok chưa? Bởi vì rằng là lúc nãy cái thằng người dùng của chúng ta đang gán vào group là 1 mà. Name của chúng ta đấy chính là dev nha các bạn. Rồi. Thì giá trị của nó đấy chính là mình sẽ miêu tả là developer. Rồi. Và mình sẽ nhấn một cái là go như các bạn, nhấn go đi. Đấy. Rồi, các bạn thấy rằng sau khi các bạn nhấn row ấy, nó cũng ghi một cái là một row inserted đấy, thì các bạn sẽ nhấn vào browse này. Thì các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đã lấy được cái gọi là chúng ta đã lấy được cái gì nhỉ? Chúng ta đã lấy được cái group này rồi, chúng ta đã tạo thành công rồi. Đấy chính là group dev các bạn này. Ok con dây chưa? Rồi, sau khi mà các bạn đã tạo được một cái group rồi, chúng ta sẽ đi tạo row như các bạn, chúng ta sẽ tạo fake một vài cái row để chúng ta test được cái mối quan hệ many to many luôn. Chúng ta sẽ vào row các bạn này, chúng ta sẽ tạo fake nha. Các bạn sẽ nhấn vào insert cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình ID là 1, ở đây thì URL ví dụ là mình sẽ là gạch chéo user này, mình sẽ là user read này. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ là show all user. Đấy, rồi. Tương tự thì mình sẽ lăn chuột xuống như các bạn, mình sẽ gọi là tạo nó một cái thứ hai. Ở đây thì mình sẽ gọi là gạch chéo user. User của chúng ta đấy chính là edit này. Edit đấy. Ở đây thì mình sẽ là edit user. Rồi. Tương tự thì mình sẽ cho nó một cái, mình sẽ nhấn nút go như các bạn để cho nó tạo hai cái bản ghi này, mình nhấn nút go nha. Đây. Các bạn thấy rằng là nó đã hiện một cái chữ gọi là hai row tạo thành công này. Ở đây thì mình sẽ quay lại cái browse các bạn này. Các bạn thấy rằng là mình đã có hai row. Ok, one day just show all user. Thì mình sẽ nhấn vào câu lệnh insert, mình sẽ tạo thằng thứ ba nha. Chúng ta sau khi đã có hai thằng rồi, mình sẽ cho thằng thứ ba này. Mình sẽ gạch chéo user này, mình sẽ gạch chéo cái user. Chúng ta sẽ gọi là delete nha các bạn, tương tự như delete. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ ghi là delete user, delete user. Rồi, chúng ta nhấn nút go ở đây nha các bạn. Chúng ta nhấn nút go một cái thì nó ok rồi. Đấy, một cái row insert rồi. Mình sẽ quay lại đây, các bạn thấy rằng là mình đã tạo được 3 cái row rồi nha. Thì sau khi mà các bạn đã tạo được row rồi, chúng ta sẽ vào group row các bạn này. Chúng ta sẽ đi gán nha, chúng ta sẽ nhấn vào insert nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ insert giá trị của ID của nó là 1 nha. Cái group ID của chúng ta là cái group đầu tiên. Đấy, thì mình sẽ là điền là 111, 3 cái như thế này. Tương tự thì cái ID là ID tự tăng thì mình sẽ điền là 2. Cái group của chúng ta vẫn là group 1 nha các bạn, tức là cái group cho thằng dev ấy. Cái row của chúng ta đây chính là row ID là 2 nha các bạn, bởi vì rằng là lúc nãy chúng ta đã gắn là 1 rồi. Đây chính là cái row thứ hai, tức rằng là edit người dùng ấy. Mình sẽ nhấn vào nút go như các bạn, chúng ta sẽ nhấn vào nút go ngay ở dưới thôi. Đấy. Rồi, ngay lập tức chúng ta có hai row insert các bạn này. Thì đây chính là kết quả của chúng ta nha. Đây, các bạn sẽ tạo như thế này nha. Thì dựa vào kết quả này, các bạn thấy rằng là thằng dev ấy nó thuộc group 1 thì nó sẽ có hai cái quyền là quyền 1 và quyền 2 đúng không? Thì hai cái quyền này chính là hai cái quyền 1 và quyền 2, chính là cái quyền gọi là show all user và cái quyền gọi là edit user ấy. Thì bây giờ chúng ta muốn rằng là chúng ta load vào ấy, chúng ta vào cái trang này, chúng ta vào trang user ấy, thì mình sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ check được gọi là cái thằng người dùng đấy, chúng ta thuộc cái nhóm nào và cái nhóm đấy có cái quyền gì, có phải không các bạn? Đầu tiên thì để gọi là test được gọi là thằng người dùng đấy là nó thuộc cái nhóm nào ấy, thì chúng ta sẽ vào đây nha các bạn. Mình sẽ tắt hết cái đống sheet này nha, mình sẽ tắt hết cái đống sheet này đi. Chúng ta sẽ mở lại cái file service nha các bạn, chúng ta sẽ viết code test ở trong cái file service này. Thì chúng ta gọi là cái trang chủ đấy các bạn, thì chúng ta đang viết trong cái hàm gọi là get user list đúng không? Chúng ta đang viết trong cái hàm này. Thì bây giờ thì mình sẽ xuất phát điểm trong cái hàm này nha các bạn. Đây, mình sẽ viết code lên trên cùng này nha các bạn nha. Mình sẽ test này, mình sẽ có một cái đoạn comment để chính là test relationship đấy. Tức là chúng ta sẽ cần phải test mối quan hệ này. Thì ở đây ví dụ nha, mình sẽ ví dụ này, chúng ta đang có một cái thằng user duy nhất thôi, cái thằng user của chúng ta đây này. Mình có một cái thằng user này thì mặc định ấy, ví dụ như rằng là mình muốn hiển thị, mình có một cái bảng đây các bạn này, chúng ta có một cái bảng này. Sau này thì ví dụ các bạn ngoài cái username ấy, các bạn cần phải hiện lên là cái nhóm người dùng đúng không? Thì trong DB của chúng ta ấy, chúng ta chỉ lưu một cái group ID thôi. Bây giờ thì thay vì cái group ID ấy, nếu như rằng thông thường nha, các bạn sẽ dùng câu lệnh như thế này, let new user, nhưng mình sẽ đặt một cái new user chính bằng, chúng ta sẽ gọi là DB chính bằng cái thằng user, và chúng ta sẽ là fileone, mình sẽ gọi là tìm một thằng thôi. Chúng ta sẽ gọi là fileone where cái ID chính bằng bao nhiêu, ID của chúng ta chính bằng bao nhiêu. ID này thì mình sẽ
truyền trực tiếp, gọi là mình sẽ hard code luôn, ID của chúng ta là một nha các bạn. Thì chúng ta sẽ truyền là where ID bằng một nha. Đây, cái thằng người dùng mới của chúng ta phải là db.user.firewall và cái where ID bằng một không. Và ở đây mình sẽ thêm một cái tham số nữa là raw bằng true nha các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ trả ra một object của thằng JavaScript nha. Thì để test thằng này, mình sẽ console log nha. Rồi, mình sẽ check một cái đoạn là check new user nha, new user. Và mình sẽ in nó ra luôn, đây chính là cái thằng new user của mình. Đây, các bạn sẽ để ý này, đây là khi chúng ta chưa dùng eager loading như các bạn, tức rằng là chúng ta chỉ load được cái group ID thôi này. Rồi, thì cái của mình nó đang chạy lại rồi đấy các bạn này. Rồi, mình sẽ quay lại đây và mình sẽ refresh nha các bạn, cái web của chúng ta mình sẽ refresh này. Đấy, mình sẽ quay lại console các bạn nhìn này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đang có một cái promise pending, chứng tỏ rằng là ở đây các bạn sẽ cần phải await cho mình nha. Chúng ta thiếu một từ await ở đầu hàm. Đấy, rồi. Mình sẽ nhấn Ctrl S cho nó chạy lại này. Lúc nãy thì mình thiếu một cái này. Mình sẽ quay lại và mình refresh các bạn này. Rồi. Các bạn sẽ quay lại đây, các bạn thấy rằng là chúng ta đã lấy được lên cái thằng user của chúng ta rồi, new user. Tuy nhiên rằng là mặc định ấy, chúng ta đang có một cái đấy chính là group ID. Bây giờ có một vấn đề, đấy chính rằng là group ID bằng 1 hay thằng này là 1 này. Chúng ta sẽ muốn lấy được, gọi là muốn lấy luôn được cái, chúng ta sẽ muốn lấy cái gì nhỉ? Chúng ta muốn lấy cái group của nó lên đúng không các bạn? Thì làm sao để có thể làm điều đấy? Để làm điều đấy, chúng ta sẽ cần phải làm một cái, đấy chính rằng là chúng ta sẽ cần có một cái điều kiện này các bạn. Chúng ta sẽ include nha. Chúng ta sẽ bao gồm luôn cái gọi là cái model mà các bạn muốn lấy theo. Ở đây thì chúng ta sẽ include cái gì? Các bạn sẽ quay lại code và chúng ta sẽ xem là người ta viết như thế nào các bạn này. Chúng ta quay lại thằng SQLite nha. Các bạn sẽ quay lại cái eager loading ấy. Các bạn để ý cho mình này, đây này. Thì để gọi là kèm theo cái model các bạn muốn lấy, chúng ta chỉ cần include cái tên model các bạn muốn lấy rồi, include này. Đây, tên model đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ include cái gì? Chúng ta sẽ include db chấm cái gì? Ở đây thì chúng ta sẽ include chúng ta sẽ cần phải include hai chấm nha các bạn, include hai chấm ở đây. Sorry các bạn nha, chúng ta sẽ include đây db.group nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy thêm cái thằng group đấy. Rồi, mình sẽ lấy thêm group nha. Và các bạn sẽ xem là bây giờ chúng ta có cái gì nha. Mình nhấn Ctrl S này. Rồi, thì cái dự án của mình nó đang chạy lại rồi này. Ở đây thì mình sẽ cần phải refresh nha các bạn. Mình sẽ quay lại đây, mình sẽ refresh các bạn này. Rồi, mình sẽ quay lại code của chúng ta. Các bạn thấy rằng là lần này chúng ta vẫn không có gì đúng không? Chúng ta cái câu lệnh SQL của chúng ta sinh ra nó vẫn không đúng này. Ở đây thì cũng là do cái sai sót của mình thôi nha các bạn. Thì có thể rằng là do các version của thằng SQLite nó gọi là có sự thay đổi đấy các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ cần phải khai báo như thế này thì nó mới hiểu nha các bạn. Đây này, chúng ta sẽ cần phải thêm cái dấu đóng mổ ngoặc cũng như rằng là chúng ta thêm cái từ model vào thì nó mới hiểu nha. Ở đây thì mình không hiểu tại sao mà trên cái document của nó dùng được. Đây này, bên cái document của nó đây này. Đây này. Thì tức rằng là mình đọc xuống dưới các bạn mình thấy rằng là nó dùng dấu đóng mổ ngoặc như thế này thì mình dùng nhá. Còn lúc nãy thì không hiểu tại sao mà chúng ta dùng cái include như thế này, nó không hiểu nha các bạn. Thì cái này thì mình cũng chưa rõ tại sao nha. Bạn nào biết thì các bạn có thể comment để cho mình được biết và mở rộng thêm nha. Rồi. Thì đây chính là cách chúng ta fix lỗi nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng như thế này nha. Tuy nhiên rằng là các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta khai báo như thế này, các bạn để ý dưới console các bạn này. Các bạn thấy rằng là nó generate các trường như thế này. Các bạn thấy rằng là group.id, group.name, group.description này. Các bạn thấy rằng là nó dùng như thế này. Chúng ta thấy rằng là nó khá rườm rà. Cũng như rằng là chúng ta không hề biết được rằng là tên trường là như thế nào đúng không các bạn. Thì ở đây chúng ta để các bạn gọi là chúng ta muốn gộp những cái đống này vào bên trong một cái object ấy, thì nó hỗ trợ các bạn một cái thuộc tính. Đấy chính là nested bằng true nha các bạn. Nested bằng true tức là sao? Tức rằng là các bạn sẽ gộp cái đống này này, những cái đống mà nó cùng một cái bắt đầu cùng một cái tên ấy thì nó sẽ nhóm vào một cái object của bạn này. Thì cái nested bằng true này chúng ta thường dùng khi mà các bạn dùng với cái eager loading ấy thì chúng ta hay dùng cái nested bằng true. Ở đây thì không hiểu tại sao mà rồi cái project của mình nó chạy lại rồi nha các bạn. Mình sẽ nhấn Ctrl S ở bên ngoài này cho nó chạy lại nha. Thì cá nhân mình đấy các bạn thì cái thuộc tính này là do mình Google thôi các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ ghi rằng là cái đống này nó không nó tự động dàn ra đấy. Thì chúng ta Google Stack Overflow ấy thì nó hướng dẫn mình dùng cái thuộc tính này. Còn cá nhân mình thì chúng ta phải dùng đủ nhiều chúng ta mới biết được những thuộc tính như thế này nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay lại và mình refresh cho các bạn xem này. Mình sẽ refresh nha. Các bạn quay lại các bạn sẽ thấy này. Bây giờ các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta vẫn bị cái nested bằng true. Chẳng lẽ rằng là mình sẽ cần phải bê vào bên trong chúng ta có như thế này. Để mình Ctrl C nha, mình in npm start thì sai thì chúng ta lại sửa thôi đúng không các bạn? Có gì đâu. Có thể rằng là do cái version cũ của nó dùng như thế này. Tuy nhiên rằng là trong version mới chúng ta phải dùng kiểu khác thì sai thì chúng ta sửa thôi đúng không các bạn? Nếu như rằng là chúng ta không có sai thì làm sao chúng ta có thể nhớ được đúng không? Rồi. Mình sẽ quay lại các bạn thấy rằng là nó vẫn như vậy các bạn này, chúng ta không hề có gen ra cái một cái group mà mình mong muốn.
Ở đây thì sorry các bạn nha, mình vừa check lại thì ở đây thì chúng ta sẽ gọi là nest thôi nha các bạn, chúng ta không có từ nested đâu, cái từ nested nó không hiểu. Đây chính là lý do tại sao mà nó lỗi thùng phèo lên. Rồi. Đôi khi thì máy không bao giờ sai đâu các bạn, chỉ có con người của chúng ta là sai thôi. Đấy, mình sẽ quay lại và mình refresh này. Cá nhân mình có những cái sai như vậy đây, các bạn thấy rằng là bây giờ nó đã nested rồi này. Cá nhân mình có những lỗi sai như vậy bởi vì sao? Bởi vì rằng là đơn giản rằng là chả bao giờ mình nhớ code cả các bạn ạ. Khi mình làm vậy mình toàn copy paste thôi. Nhớ làm gì cho nó nặng đầu đúng không các bạn? Rồi. Các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đã trả ra được các thông tin như thế này. Tuy nhiên rằng các bạn thấy rằng là việc chúng ta trả ra các thông tin như thế này nó có một cái nhược điểm. Đây chính là chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta gọi là đôi khi nha, các bạn không muốn lấy lên password của người dùng. Tiếp theo nữa rằng là chúng ta muốn lấy cái group về, chúng ta chỉ muốn lấy name thôi. Chúng ta đâu nhất thiết chúng ta phải lấy thêm cái created us này, updated us đúng không các bạn? Thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ bỏ bớt đi những cái trường này đi. Thì bây giờ mình muốn rằng là sau khi mà các bạn thấy rằng là chúng ta đã lấy lên được cái gọi là cái gì nhỉ? Chúng ta đã lấy lên được cái quan hệ một nhiều rồi đúng không các bạn? Các bạn để ý cho mình câu lệnh bên này này, đây này. Câu lệnh mà nó gen ra cho các bạn này. Thực chất của nó đấy chính là câu lệnh join thôi, nó là câu lệnh join. Ok chưa? Chúng ta chỉ dùng một câu lệnh và nó lấy cho các bạn rồi. Bây giờ mình muốn rằng là sau khi mà chúng ta lấy được gọi là thằng user đấy thuộc cái group nào. Bây giờ mình muốn rằng là chúng ta sẽ quay lại cái thằng user nha các bạn, chúng ta sẽ quay lại thằng user đâu nhỉ? Chúng ta sẽ mở thằng user lên nha các bạn, model user. Các bạn thấy rằng là chúng ta nếu mà các bạn muốn lấy ở đây thì rất là tiếc bởi vì rằng là mình không định nghĩa cái mối quan hệ giữa bảng user và cái bảng row của chúng ta đúng không các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì bảng row của chúng ta nó quan hệ với bảng group cơ. Thì bây giờ mình sẽ muốn gọi là mình sẽ lấy luôn lên cái gì nhỉ? Mình sẽ lấy luôn lên cái gọi là những cái row của nó như các bạn. Các bạn thấy rằng là bên này chúng ta đã lấy lên được cái model này rồi, chúng ta đã lấy được nó rồi đúng không? Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta rằng là mình sẽ query lên gọi là thằng này thuộc cái group này. Thì bây giờ thì mình sẽ đặt một cái gọi là mình sẽ đặt một cái row như các bạn, let row nha, mình sẽ lấy lên cái row của cái group này nha. Chúng ta tách riêng ra, mục đích tại sao chúng ta tách riêng ra? Bởi vì sao? Bởi gì cho nó dễ hiểu cho các bạn. Chúng ta chứ từ từ sau này khi mà chúng ta làm đến đấy, chúng ta thực hiện chức năng đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Còn ở đây chúng ta sẽ tách riêng ra để chúng ta check code thôi. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ await nha, chúng ta bây giờ này, các bạn sẽ quay lại cái DB của chúng ta, chúng ta sẽ quay lại design nha. Các bạn thấy rằng là một thằng row như thế này, mình muốn gọi là chúng ta sẽ xuất phát điểm từ thằng group nha các bạn, chúng ta sẽ lấy thằng group này. Tức rằng là chúng ta đã biết được rằng là cái chúng ta thuộc cái group dev rồi, bây giờ mình muốn lấy lên những tất cả các row của nó. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ là DB như các bạn, chúng ta sẽ truy vào cái bảng group này, chúng ta sẽ vào db.group.file1, đây chúng ta sẽ tìm đến cái group của chúng ta. Thì tương tự chúng ta vẫn là điều kiện where id bằng 1 thôi các bạn. Đây, điều kiện của chúng ta là id bằng 1 đúng không các bạn? Tức rằng là cái group dev ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái include nha. Chúng ta sẽ include cái gì? Include cái gì? Chúng ta sẽ include luôn cái model của chúng ta. Model của chúng ta là gì? Đây chính là db. Chúng ta sẽ gọi là group thì nó sẽ kèm theo row. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta có cái gì nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ kèm theo thằng row này. Mình sẽ nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tương tự như lúc nãy, thay vì cái này thì mình sẽ là new row như các bạn, mình sẽ console log new row luôn đi. Mình sẽ console log đây, chúng ta sẽ là new row, chúng ta sẽ check xem là chúng ta có những cái quyền hạn gì. New row, chúng ta sẽ paste vào đây nha các bạn, đây, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Rồi, thì có vẻ như rằng là project của mình nó đang chạy lại rồi. Rồi, mình sẽ quay lại đây và mình sẽ refresh các bạn này, chúng ta sẽ refresh nha. Rồi, mình sẽ quay lại đây. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải thêm cho mình một cái là raw bằng true và một cái là net bằng true nữa nha các bạn nha. Đây, để cho nó gọi là nó hiện ra cái gọi là giá trị của một cái JavaScript object. Rồi, thì nó đã chạy lại rồi, mình sẽ refresh các bạn này. Chúng ta sẽ xem là có điều gì xảy ra nha các bạn. Các bạn để ý cho mình này, đây. Các bạn thấy cho mình một điều rằng group row của chúng ta này, chúng ta đã lấy được rồi đây các bạn này, đây. Chúng ta đã, nó còn trả thừa cho chúng ta cơ. Ví dụ như thằng net nha các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái chúng ta sẽ là new user, chúng ta đã có check new user này, chúng ta có check new row, chúng ta sẽ có một cái row của chúng ta lấy được cái này, chúng ta đang thiếu các bạn này, các bạn thấy rằng là chúng ta đã lấy được rồi, tuy nhiên rằng là chúng ta đang thiếu một cái, đấy chính là nó chỉ lấy cho chúng ta một kết quả thôi đúng không các bạn? Mình sẽ check lại xem là chúng ta khai báo như thế nào nhá, mình sẽ check lại DB của chúng ta này, chúng ta sẽ vào thằng row đúng không? Thì thằng row này thì ứng với cái chúng ta sẽ gọi là phải vào cái group row chúng ta mới lấy được một thằng group 1 thì nó phải có hai row, chúng ta sai lòi chưa, chúng ta đang thiếu một cái thằng row thứ hai này thì chúng ta sẽ cần phải fix nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi fix nó này, mình sẽ quay lại đây, chúng ta có một thằng row user read và show all group row. Ừ rồi, thì mình sẽ fix cái này. Ở đây thì sau một hồi fix lỗi thì mình cũng đã fix lỗi được cái lỗi của chúng ta nha các bạn. Thì trước khi mà nói về cách mình fix đây các bạn, thì cái này cũng là một cái nhược điểm khi mình làm ấy.
Tức là sao? Tức rằng là khi đôi khi rằng là khi mình vừa hướng dẫn các bạn, mình vừa nói thì đôi khi rằng là mình bị làm ngược với các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại cái document của nó nhé. Đây này. Thì vấn đề nó xảy ra là như thế này, mình sẽ cần phải quay lại document của nó. Các bạn đọc document của nó thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta làm ngược này, nó hướng dẫn ở trên này mà. Ở đây các bạn thấy rằng đầu tiên nó nói rằng là fetching a single associated element, tức rằng là chúng ta chỉ lấy một phần tử thôi. Thì các bạn lưu ý một điều rằng khi lấy một phần tử ấy, các bạn để ý cái chiều nó lấy như thế này. Nếu mà các bạn muốn lấy tab ấy thì các bạn sẽ là tab thuộc cái thằng user. Còn khi mà các bạn muốn lấy mà lấy nhiều phần tử ấy thì chúng ta sẽ cần phải làm chiều ngược lại là user có nhiều tab, ok chưa? Một tab nó chỉ thuộc một user thôi, đây này, một tab nó chỉ thuộc một user thôi. Thành ra rằng là nó dùng cái chiều này. Còn khi mà các bạn muốn dùng chiều ngược lại, chúng ta sẽ cần phải biết đầu nào là chủ, đầu nào không là chủ. Và đồng thời có một điều cực kỳ quan trọng như các bạn, đấy chính là nó dùng cái keyword là file, nó không phải là file1 như chúng ta nha các bạn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại code của chúng ta nha các bạn. Các bạn thấy rằng là lúc trước ấy, mình đang code như thế này này. Chúng ta đang xuất phát từ thằng row, chúng ta nhảy vào thằng group và chúng ta đi tìm nó, đúng không các bạn? Các bạn có thể thay cái này bằng cái file này, các bạn có thể thay cái này bằng cái file thì nó sẽ trả ra tất cả cho các bạn thôi. Tuy nhiên rằng là mình không muốn làm cái này. Đây, mình sẽ không làm cái này. Thì thay vì đấy chúng ta sẽ suy nghĩ ngược lại nha các bạn. Tức rằng là chúng ta sẽ xuất phát từ thằng row. Lúc trước thì chúng ta xuất phát từ thằng group, chúng ta đi tìm thằng row, đúng không các bạn? Còn ở đây mục tiêu của chúng ta rằng là chúng ta đang muốn lấy tất cả các row của nó cơ mà. Thì chúng ta sẽ xuất phát theo cái chiều ngược lại, để chính là chúng ta đi tìm thằng row, chúng ta sẽ dựa vào mối quan hệ đối với thằng group. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là ngay trong cái câu lệnh include này, mình đã lấy thêm những cái gọi là những cái group đấy, mình đã lấy thêm những cái group thuộc thằng row. Tuy nhiên rằng là mình đã có một cái điều kiện đấy các bạn này, chính rằng là mình chỉ muốn lấy lên những cái row nào mà nó thuộc cái thằng group có cái điều kiện ID là 1 thôi nha các bạn. Các bạn thấy là mình đã thêm được một cái như thế này. Thì khi mà mình thêm một cái mới như thế này thì mình in ra màn hình đây các bạn này. Mình in ra màn hình các bạn thấy rằng là đã check new cái group đây các bạn này. Mình đã in ra được tất cả các row này. Tức là sao? Tức rằng là đối với thằng SQLite đấy các bạn sẽ cần phải suy nghĩ rằng là các bạn muốn lấy lên cái gì, đúng không? Ở đây thì bản chất vấn đề rằng là chúng ta đang muốn lấy lên row. Đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta sẽ cần phải xuất phát điểm với thằng row. Còn ở đây chúng ta include thêm cái model, cái group vào. Mục tiêu để rằng là các bạn thấy rằng là mình khai báo 3 row. Ở đây chúng ta chỉ lấy lên được hai cái row đầu tiên thôi. Và các bạn thấy rằng là nó đã include cái group của chúng ta có ID là 1 đấy các bạn này. Thì như vậy rằng là chúng ta đã lấy lên được thành công rồi nha. Ở đây chúng ta còn tồn đọng một vấn đề đấy các bạn, đấy chính là chúng ta chỉ lấy những cái trường mà chúng ta mong muốn thôi. Và các bạn để ý cho mình một điều rằng là các bạn để ý, ví dụ ở trên này nha, các bạn biết tại sao mà nó lại có hai cái trường group ID không? Một trường ấy, tức rằng là đúng ra ấy, khi các bạn đi làm ấy thì chúng ta trong các framework chúng ta sử dụng đấy các bạn, thì việc các bạn định nghĩa foreign key ấy, là thư viện nó định nghĩa cho chúng ta rồi đấy các bạn. Còn ở đây thì mình vẫn định nghĩa, chúng ta tự định nghĩa, mục đích mình làm vậy để cho các bạn hiểu code của chúng ta nó như thế nào nha. Còn khi mà đôi khi các bạn sử dụng ấy, các bạn thấy rằng là chúng ta không định nghĩa mà nó vẫn chạy được, thì đối với những bạn mới bắt đầu nó khó hiểu, đúng không? Ở đây các bạn thấy rằng là mình đã giúp các bạn định nghĩa một cái group ID chính là foreign key này, trong khi rằng là thằng SQLite đấy các bạn, trong quá trình nó chạy ấy, mặc định nó sẽ generate cho các bạn một cái foreign key. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta có hai cái giống hệt nhau như thế này nhá. Nó chỉ khác nhau tên thôi, còn về ý nghĩa của nó là giống nhau. Còn việc chúng ta thừa cũng không sao cả nha các bạn. Việc nó sinh thừa đấy chính là việc của cái công nghệ chúng ta sử dụng thôi. Còn về những cái dữ liệu chúng ta nhận được thì nó hoàn toàn chính xác nha. Có một vấn đề xảy ra đây chính là các bạn gọi là chúng ta đang lấy thừa dữ liệu này. Ví dụ như rằng là trong cái gọi là check new group đây các bạn, check thằng new user ấy, mình chỉ muốn lấy lên cái gọi là email, cái địa chỉ, sex, phone number thôi. Mình sẽ bỏ đi created us này, mình sẽ bỏ đi cái group ID này. Mình chỉ muốn lấy lên cái gọi là tên của cái group của nó là gì thôi, đúng không các bạn? Thì làm sao để chúng ta có thể fix được cái lỗi này? Thì để fix được cái lỗi này, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một cái thuộc tính này chính là include rồi. Thì ví dụ ở đây các bạn này, các bạn muốn lấy lên những cái thuộc tính nào của thằng user, các bạn sẽ cho mình một cái thuộc tính để chính là attribute, tức rằng là các thuộc tính của nó ấy. Vấn đề nó nằm như thế này các bạn này, vấn đề xảy ra đấy chính rằng là cá nhân mình ấy, mình cũng không biết rằng là nó có một cái thuộc tính tên là attribute đâu. Tuy nhiên rằng là mình Google search cho các bạn, thì ở đây thì các bạn có thể Google search như thế này này, SQLite này, get only, các bạn chỉ cần search như thế này, các bạn chỉ cần search gọi là one column chẳng hạn, hoặc rằng là đây, nó sẽ gọi gợi ý cho các bạn gọi là chúng ta chỉ lấy một vài field thôi. Thì khi các bạn đọc trên này này, nó sẽ có một cái thuộc tính là attribute. Đây chính là lý do tại sao mà mình dùng thuộc tính này nha. Cũng như rằng là nó chuyển vào một cái array. Bên trong cái array này là tên các trường các bạn muốn lấy. Ok chưa? Thì đây gọi là cách mình biết thôi. Còn chúng ta có thể Google các bạn thêm cho mình đây này. Thực chất rằng là ở bên trong document ấy nó viết rồi, tuy nhiên rằng là chúng ta chưa đọc hết, thành ra rằng là chúng ta không biết. Còn cá nhân mình khi học thì mình toàn Google thôi các bạn, cho nó nhanh, chúng ta đi shortcut nha. Rồi.
Thì quay lại đây, ví dụ như rằng là đối với thằng user thì mình chỉ lấy lên ID các bạn này, mình chỉ lấy lên ID thôi, mình chỉ lấy lên cái username này. Chúng ta sẽ cần phải thêm chúng ta sẽ cần phải thêm như thế này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ ví dụ mình chỉ cần lấy lên hai cái trường này thôi nha các bạn, mình sẽ thêm cho nó một cái email đây. Chúng ta sẽ thêm một cái email đây này, email rồi mình nhấn Ctrl S và các bạn sẽ xem là bây giờ cái thằng check new user của chúng ta nó trả ra cái gì nha. Đây, cái dự án của mình nó đang chạy lại rồi. Mình sẽ quay lại đây và mình sẽ cần phải refresh nha các bạn, mình sẽ refresh này. Đấy. Rồi, các bạn sẽ lan truyền lên và các bạn để ý cho mình này. Bây giờ các bạn thấy rằng là thằng new user của chúng ta nó chỉ trả ra những cái trường thông tin cần thiết thôi. Tuy nhiên rằng là cái thằng group của chúng ta nó vẫn đang trả ra thừa các bạn này. Mình chỉ muốn rằng là mình chỉ lấy lên cái name và cái description của nó thôi. Thì cũng tương tự như các bạn bên trong cái model này, các bạn sẽ phẩy cho mình. Chúng ta sẽ copy cái thuộc tính này nha. Khi các bạn làm việc với thằng SQLite nó rất là hay ở chỗ rằng là nó cho chúng ta dùng cái nested element, tức là chúng ta sẽ dùng lồng nhau rồi nha các bạn đây. Thì đối với thằng này chúng ta sẽ lấy lên name nha các bạn, chúng ta sẽ lấy lên name và description rồi description đây. Đấy, mình sẽ bỏ thuộc tính ID đi đối với thằng group của chúng ta. Đấy, rồi. Mình sẽ sửa như thế này nha các bạn, mình nhấn Ctrl S này. Rồi, các bạn thấy rằng là dự án của chúng ta đang chạy lại rồi. Đây. Mình sẽ quay lại và mình sẽ refresh các bạn nhìn này. Đây. Thì bây giờ các bạn lan truyền lên, các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta đã lấy được đúng những thông tin chúng ta cần chưa? Thì trong thực tế chúng ta sẽ làm như thế này các bạn này, chúng ta chỉ lấy lên email các thứ này thôi. Đối với thằng group chúng ta sẽ trả thêm là nó là group gì, miêu tả của nó là gì. Như vậy rằng là ở phía front end của chúng ta đã ok con dê rồi. Thì các bạn có thể làm tương tự đối với phần này các bạn này, các bạn chỉ cần lấy lên cái gọi là URL for description thôi. Ngoài ra thì các bạn không cần phải trả ra cái group này đâu. Còn khi quá trình chúng ta làm với các bạn, trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta cần phải include vào thì nó mới trả chính xác được nha các bạn. Ở đây thì chúng ta đã có một cái điều kiện where này để check xem là nó thuộc cái nào đấy. Chúng ta gọi là đang lấy thằng row đúng không? Nhưng mà việc các bạn dùng cái gọi là include model như thế này thì nó sẽ tham chiếu đến cái bảng thứ ba đây các bạn, chính là cái bảng này các bạn này. Chúng ta có một cái bảng đây chính là group row. Đây chính là lý do tại sao mà chúng ta trả lên được hai thằng nha. Ví dụ ở đây mình sẽ minh họa cho các bạn thấy này, chúng ta có một cái điều kiện như thế này. Ví dụ bây giờ mình xóa cái bảng gọi là bảng mapping cái bảng thứ ba đi nha các bạn. Đấy chính là cái bảng group row, mình sẽ xóa hết trong bảng đấy xem rằng là các bạn dùng câu lệnh for nó ra cái gì nha. Thì để làm điều đấy, mình sẽ quay lại đây, mình sẽ quay lại cái bảng này. Chúng ta làm thì ngại gì viết bẩn các bạn, bởi vì rằng là đây chỉ là dữ liệu fake thôi. À, có một cách dễ hơn nha, mình sẽ không xóa, bởi vì rằng là khi chúng ta xóa thì chúng ta sẽ bị mất dữ liệu, có phải không? Thì ở đây thì mình sẽ rename nha các bạn, mình sẽ thay cái group của chúng ta bằng 10 nha, mình sẽ thay nó bằng 10. Thì bây giờ nó đã khác một rồi đúng không các bạn? Rồi, mình đã rename nó rồi, đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại nha, đây chính là gọi là cái before của chúng ta này. Đây, mình sẽ quay lại cái giao diện của chúng ta và mình sẽ refresh các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ xem là after nha. Rồi, mình sẽ quay lại đây. Các bạn thấy rằng lần này của chúng ta là check new group nó bằng rỗng chưa? Thì các bạn thấy rằng là mục đích của chúng ta cần phải thêm cái gọi là thêm cái điều kiện where này. Mục đích là nó sẽ tìm trong cái bảng mapping như các bạn, chính là cái bảng table của chúng ta bên này này, nó phải map bên trong này nha. Chứ không phải rằng là ngẫu nhiên mình đã thêm cái group ID vào đâu. Mục đích của cái đống sheet này, đây chính là chúng ta đang tận dụng cái eGloading ở bên trong này thì nó lấy ra cho chúng ta nha. Còn các bạn muốn lấy những trường thông tin nào thì chúng ta sẽ gọi là dùng thêm cái gọi là attribute như thế này thì nó sẽ trả cho các bạn nha. Thì đây chính là cách chúng ta gọi là dùng mối quan hệ relationship, cũng như rằng là các bạn thấy rằng là nhờ có việc chúng ta định nghĩa thì chúng ta sẽ lấy được thông tin mà chúng ta bớt phải xử lý đi. Thì đấy chính là việc tác dụng chúng ta định nghĩa những cái mối quan hệ cho model của chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại cần cái này? Đấy chính là sau này khi chúng ta làm một cái ứng dụng thực tế đấy các bạn thì nó sẽ giảm thiểu cái khối lượng ở phía front end cho các bạn. Đấy chính là lý do tại sao mà khi chúng ta tạo model, mình hướng dẫn các bạn đọc thêm về mình hướng dẫn các bạn làm thêm về cái mối quan hệ ở đây. Các bạn yên tâm một điều rằng là có thể bây giờ các bạn khó hiểu vậy, tuy nhiên rằng là chúng ta chỉ làm từ từ thôi. Đồng thời thì chúng ta làm sai chỗ đâu thì chúng ta chỉ lên document của nó mà đọc nha. Các bạn thấy rằng là ngay cá nhân mình cũng vậy thôi, mình làm sai thì mình sẽ xem rằng là mình sai chỗ nào, cũng như rằng là chúng ta Google thôi. Đấy là cách chúng ta học và cũng như là cách chúng ta phát triển nha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể gọi là định nghĩa các mối quan hệ cho cái dự án của chúng ta. Thì ở đây thì sau khi mà chúng ta đã định nghĩa được các mối quan hệ cho cái model của chúng ta rồi thì trong video tiếp theo cũng như rằng là trong chặng đường sắp tới thì mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng giao diện React nha. Tức rằng là chúng ta đã sang một chương mới rồi đấy các bạn. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ đặt câu hỏi để cho mình biết nha. Ở đây thì mình sẽ review các file thay đổi nha các bạn, bởi vì rằng là phần này khá chịu quan trọng nên rằng là mình sẽ review thêm. Các bạn thấy rằng là trong cái file model group của chúng ta mình đã định nghĩa thêm hai mối quan hệ các bạn này. Các bạn nhìn thấy rằng là group sẽ có nhiều cái nhiều user. Chúng ta sẽ định nghĩa như thế này và chúng ta sẽ định nghĩa một cái quan hệ để chính là belong, gọi là belong to many, quan hệ nhiều nhiều đối với bảng row như các bạn. Chúng ta sẽ liên kết thông qua một cái model có tên là group row.
Tương tự thì bên trong cái thằng project các bạn thấy rằng là mình đã thêm một cái mối quan hệ belong to many, cái project user, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có cái bảng row các bạn này. Đây, bảng row thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái mối quan hệ đấy chính là belong to many, và chúng ta cũng thông qua cái bảng gọi là group row. Đối với thằng user chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ định nghĩa mối quan hệ của nó với group này, cũng như rằng là chúng ta định nghĩa nó với cái project user. Trong cái file user service thì mình đã viết test một cái đoạn giúp chúng ta có thể test được cái mối quan hệ nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là mình đã test cái gọi là new user. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã thêm một cái điều kiện where này. Đồng thời thì chúng ta sẽ thêm những cái thuộc tính gọi là chúng ta muốn lấy, cũng như rằng là chúng ta sẽ lấy kèm thêm những thông tin gì. Thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế này nha. Ngoài ra thì khi mà các bạn muốn lấy tất cả các row ấy, các bạn thấy rằng là chúng ta đã cần phải thêm một cái eagloading vào. Chúng ta tìm kiếm theo điều kiện. Thì như vậy thì sẽ giúp các bạn lấy được tất cả những thông tin chúng ta muốn nha.